Các cháu ơi, đây dạo này quê bà, nhà bà đã thu hoạch hành rồi các cháu ạ. Bà làm một mâm củ hành kim chi siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì bây giờ trước tiên là bà sẽ đi bóc tùng mê kem và trộn vào củ hành nhá. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng Mê Game. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một series mới, một map mới, một hành trình mới của Ark Survival. Đó là Season Genesis. Như lời đã hứa, mình đã kết thúc season trước rồi, Season Valero. Và như lời đã hứa hồi hôm Tết đợt livestream thì mình có nói là mình sẽ mua DLC Genesis. Thì DLC này được tài trợ bởi Bảo Tăng, người đã ủng hộ mình với một cái con số tiền khá là lớn đối với mình. Và cùng với đó là những anh em như là Michael, rồi sau đó một số bạn nữa. Mình sẽ để cái list donate trên màn hình, và cũng như là cái link donate nào mà anh em nào muốn ủng hộ mình thì anh em có thể vào và donate cho mình nha. Mình thì không thường livestream, nhưng mà anh em donate thì mình sẽ ghi nhớ và đưa lên clip cho anh em được lên sóng đồ. Ok, thì nói chung là cảm ơn những anh em đã ủng hộ donate cho mình để mình có một cái season mới này như thế này. Bắt đầu vào chiến mới, một cái season mới thì như mọi khi đó là mình sẽ giới thiệu những cái mod có ở trong cái season này. Đầu tiên các bạn sẽ vào Hot Local, sẵn đây mình sẽ chỉ cho các bạn setting những cái mod cũng như là những cái thông số ở trong game ha. Đi từ trái qua phải trước đi, đó là bên trái của các bạn, đó là ARK Ruler, đó là những cái thông số ở trong game. Nếu mà anh em, đây là tiếng Anh không, mà nếu mà anh em không biết thì anh em có thể lên Google dịch, còn mình đã chỉnh quen tai rồi thì mình sẽ nói theo cái cách mình hiểu thôi nha. Đây là cái độ khó, thì lần này mình sẽ chơi ở độ khó 50. Nhưng mà tại sao mình, anh em thấy để ở đây là 0.2 thì một tí nữa mình sẽ nói sau. Tiếp theo là những cái đam đọt, mình sẽ để tất cả đều là mặc định hết, trừ những thông số ví dụ như là đây, XP của mình nhân 10 thôi, timing của mình cũng nhân 10 thôi. Những cái season trước thì mình toàn là nhân 50, 60 hay là chưa bao giờ nhân 100, nhưng mà toàn là số cao thôi. Nhưng mà ở season này thì mình sẽ chơi hạt một tí, chơi một cái kiểu như là những cái season 1, 2 mà bên kênh Mê Game á, tìm lại cái cảm giác chơi game ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ Dino Call, có nghĩa là chỉ số khủng long được spawn ra trong map, mình muốn nó nhiều hơn để mình có thể bắt những con thú ngon lành hơn. Và những cái setting dấu tích đơn giản, ví dụ như là đấy, coi show map layer location, có nghĩa là khi mà các bạn bấm M thì mình đứng ở đâu thì cái định vị mình sẽ được ghim lên đó cho mình biết là mình đang đứng ở đâu, đại khái là như thế. Và qua cái tab Advanced này thì chúng ta sẽ chỉnh một số thứ, ví dụ như là cũng khá là quan trọng, mình thì chỉnh đơn giản thôi. Mình chỉ bấm vào cái nút tích mà show dam của nó ra. Đây, show plotting dam stack, có nghĩa là khi mà đánh một con thú khủng long đánh bao nhiêu dam thì nó sẽ hiện ra ha, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi ở giữa này nó có hai phần, đó là story arc và custom arc, có nghĩa là đây là những cái map, những cái DLC. Ở trên nó là những cái map gốc, còn phía dưới là những cái map DLC. Chúng ta có thể mua thêm hoặc là chúng ta có thể cài mod vào thì nó sẽ có ở trong đây. Và bên phải là cái phần quan trọng nhất của một cái series của mình, đó là mod. Thì như ban nãy mình nói là độ khó của mình để, mình nói là 50, nhưng mà tại sao mình để 0.2, đó là mình đã có cài thêm một cái mod difficult 50 vào, là chúng ta sẽ không cần chỉnh bất kỳ thông số độ khó nào ở bên trái hết. Chỉ cần cài và để nó lên đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái mod
chủ đạo của mình trong season này đó là Bunasia Dino. Thì có rất là nhiều anh em cũng như là mình ngay từ ban đầu đã tính cho season này là chơi Remote Fear. Như anh em đã thấy là tôi đã tải rất là nhiều cái mod liên quan tới Remote Fear. Nhưng mà một tin rất là buồn đối với mình cũng như đối với các bạn đó là mod Remote Fear này nó không tối ưu với cái map, cái DLC Genesis này. Đó, nó không tốt và những người ở trên admin của cái mod Remote Fear nói là Genesis là một cái map rất là tệ. Mod Remote Fear nó không ăn nhậu gì với Genesis nhiều. Cho nên là mình đã suy nghĩ đắn đo và cuối cùng mình quyết định đưa ra phương án là sẽ chơi cái mod Bunasia Dino. Tại vì Anunnaki mình đã chơi rồi, chơi nhiều luôn rồi, Eternal mình cũng đã chơi nhiều rồi, chơi tới tận 3 season. Bunasia thì rất ít và hiếm khi chơi, thì cho nên mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm với cái season này với cái mod Bunasia ha. Tiếp theo là những cái mod từ lưu hộp dương, ví dụ như Ultra Stack là để dồn đồ, Super Tractor là để xây nhà xây cửa, nó thay thế cho Structure Plus ha. Mình thích Super Tractor hơn nhiều. Tiếp theo là Awesome Spy Lab, rồi sau đó là Dino Star, Bub Raptor và Jurassic RK hết, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm với map Genesis với những cái bản mod như thế này. Rồi vào game rồi anh em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo hình nhân vật nha. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nói nào ngay á, thì ban đầu á, tôi cũng không có tính là tìm hiểu về cái DLC này đâu. Để tôi muốn vừa vào chơi á, thì nó sẽ gây ra những cái bất ngờ cho tôi. Nhưng mà tại vì trong cái thời gian mà tôi làm á, tôi add mod Remote Fear vô để tôi tìm hiểu cái mod này có nó có tối ưu quá với cái Genesis này không, thì vô tình tôi biết một số thứ thì không sao. Nhưng mà còn non lắm, anh em có gì anh em cứ comment bên dưới nếu mà anh em thấy tôi ngu nha, đừng chửi tôi là được rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chơi cái mục easy trước nha anh em. Ở bông cái tên lạ nhờ, TMG và Rick New Survival. Ok. À quên nữa, tôi sẽ chỉnh cái tiếng lên, tại vì nãy giờ tôi không dám bắt nhạc. Nó sẽ sợ tôi nó đánh bản quyền tôi. Và những cái câu thoại của cái con mini này nó nói với tôi thì tôi sẽ Google dịch lại cho anh em nào anh em không hiểu nha. Tôi cũng không biết đâu mà dịch cho anh em. Wow. Welcome to the Genesis simulation. Here you'll be tested why. Five biomes, each with its own dangers and rewards. Ôi, cái này cái đầm lầy nhờ. Ui, đỉnh nhờ. Còn có mấy con gacha nè. Female gacha. Lắc. Gacha. Ok, đi lấy đồ cái đã. Hơi lắc anh em, mới vô nó hơi lắc. À, cái gì, cái mission là cái nhiệm vụ của tôi à. Check out the new mission menu in your inventory ring right next to explorer's note. Remote target là cái này là cái gì, là cái mục tiêu hả? HLNA can đại khái là nó kêu tôi vào inventory, sau đó cái mục nhiệm vụ là cái mission slip này và nó. Tôi đang đọc nhiệm vụ mà. Fuck no. Uầy, mỗi lần hồi sinh là phải vô cái dòng không gian này hả? Ghê vậy. Hello bạn nhỏ. What the fuck? What? Điều mà chưa kịp làm cái gì luôn á. Thề luôn á, chưa kịp làm cái gì luôn á. Ừ, chỗ này có vẻ yên bình nè.
Ok, let's go, let's go. Đừng đi ra đầm lầy. Theo tôi biết là theo kinh nghiệm mà 3 năm chơi ARK, tôi đầm lầy là cá sấu và cá sấu nước mặn và cá sấu nước ngọt. Uầy, hung cao cổ hả? Ui. Ui, OTR boss chạy. Lấy đồ cái đã. Sinh tồn cái đã anh em, sinh tồn cái đã. Cano, what the fuck cano? No. Không được, đi ngược lại. Quá kỹ ta. Chơi game khó nhờ. Đầu tiên mình sẽ nâng cho mình tốc độ chạy trước đã. Ok. Đi qua đây. Hình như là cái chỗ này mình mới hồi sinh ra đúng không? Và bây giờ việc tiếp theo của mình đó là đi. Ui, cái gì vậy? Mũi hả? Ủa sao mũi trong đây nhiều dữ vậy nhờ? Bình thường mình nhớ là nó đi từng con, cùng lắm là cái đàn của nó cỡ 5 con là cùng. Sao lần này mình thấy nó đi gì 80.000 con vậy? Câu quận con vậy? Căng thế. Sợ. Ui. Sợ thế. Chạy. No. À, giờ mũi cắn cũng chết nữa. Căng lắm. À bên đây có con Stego nè. Lên. What the fuck? Đi qua đây. Uầy, chỗ này lý tưởng nè nha. Chỗ này hơi bị lý tưởng á. Được, chỗ này được, chắc được. Tạm thời thì mình sẽ ở đây đi ha. Bây giờ việc đầu tiên của mình là cần làm đó là không biết cái đây có bờ tay không ta. Không biết trong đây có bờ te không, mình đi kiếm một con bờ te, sau đó là mình sẽ bay vòng vòng. Cái con Kentro này nó đánh tôi biết. Ủa con Kentro này nó hiền hả? Ủa trong map này con Kentro nó hiền hả ta, bình thường nó đánh lắm mà ta. Rodigio là một con ở trong mod Bungasia Dino. Ôi rồi tôi biết rồi. Rồi chạy, hiểu rồi, trời ơi. Nhấc cái đít lên là tôi biết là nó làm gì tôi rồi. Cano kìa. Sao map này khó sống nhờ. Ui. Map này khó chơi nhờ. Ui, thôi xong rồi. Be careful làm cái gì? Chết hoài ta. Từ. À, tôi tính là ở đây rồi sau đó tôi mới teleport đi mấy chỗ khác cho anh em xem. Ổn định vị trí cái đã. À, tôi có tham khảo là mấy cái vùng bên kia là nó sẽ khó hơn, tại vì một vùng là núi lửa nè, một vùng là băng tuyết, một vùng là ở trên mặt trăng. What the fuck, có ở trên mặt trăng nữa, ghê chưa. Và một vùng là ở biển, mà biển thì sẽ có đảo, mà muốn qua từng cái đảo nó phải có chim đó. Khó thế đấy. Cái map này cũng khá là khó, người ta đánh giá hồi heo hả. Ok, sau khi mà đi rong ruổi rồi á, tôi đã tìm ra được một cái chỗ dưới gốc cây này. Tôi nghĩ là đây là cái chỗ mà gọi là pay của tôi luôn. À, căn cứ của tôi luôn. Đó, và tôi xây 4 cái cửa cho 4 cái gốc như thế này. Đó, và tôi sẽ ở trong đây và tôi làm việc. Rồi. Ok. Xác định được chỗ định cư rồi, chúng ta rất là dễ dàng. Việc tiếp theo của chúng ta cần làm đó là dựng một cái campfire. À, học đồ cái đã. Đầu tiên chúng ta sẽ campfire đây. Và chúng ta sẽ làm cái này trước. Lấy đá, thác và wood. Ok. Đây có cây rồi. Tôi nghĩ chỗ này khá là yên bình đó anh em. Ôi, lụm đá ở đâu nhỉ? À đây có đá đây phải không ta? Ồ. Ôi, map này có đá không nhờ? Oh, what the fuck? Ủa, map này không có đá vụn hả? Không có đá vụn, lấy gì làm rượu? What the... No.
nó có cho tôi cây liều không nhờ? Hình như là không. Wow, khó ta. Cái đá này đâu có lượm được. Khó ta. Wow, đào thế. Ui, chạy thôi, làm gì căng. À đây, có đá vụn. What the fuck. Đây, có đá. Lấy cái này và lấy cho mình một cái cây hash. Sau đó là làm cái này luôn. Chúng ta cần có plin. À, để tôi chỉnh cái khung nó to hơn một tí. Ồ, có vẻ như hơi lắc ha anh em. Để tôi sẽ hạ cấu hình nó xuống một tí. Flint scam. Đây. Và việc tiếp theo của mình cần làm đó là tem một con strike. Ôi. Ghê liền, xịn liền, hơi bị xịn. À, con strike này. Thôi, lấy đổi con này đi anh em. Và mình có thể tem nó bằng cách là cho nó ăn. À, chắc là nó ăn berry rồi. Berry thì nó ăn cái màu tím là nhanh nhất. Đấy. Ngon đấy. Được đấy. Uầy, cho nó ăn liên tục được nè. Ok. Và đồ cưỡi của nó là nó có custom, nó có trophy luôn hả, làm sao nhờ. Ok, trước tiên làm đồ cưỡi cho nó trước, 3G. Đây. Level 14 là chúng ta có thể wrap được. À, chúng ta thiếu da. Và bây giờ thì chúng ta cần phải giết một con này. À, spear. Chắc là tôi sẽ vứt mấy cái custom này ra quá. Nó làm vướng víu cái kho đồ. What the fuck? Ờ, tôi quên làm cái giường nó điên quá éo à. Cay nhờ. Ok, quay lại, làm lại, chúng ta sẽ làm lại. Không sao. Á, à, con quỷ nó không ngờ là nó one hit mình luôn kìa. Á, à, mình tưởng là nó chạy à, nó one hit tôi kìa. À mà quên nữa. À, trong đây nó có một cái chức năng có nghĩa là lấy đồ bằng cái S-Chain, đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ S-Chain không hả? What the fuck? À, trong đây nè, mình có thể lấy da với những cái này gọi là cái gì ta, mình quên tiêu rồi, nhưng mà mình phải làm nhiệm vụ để nó đang đánh với con TR boss hả ta. Ôi, không được, no, fuck no. Hay là tôi lấy con ba chi của tôi ra, tôi thế mạng cho tôi ta. Often. Ồ, oh, căng vậy. Tôi sẽ nâng đam cho nó. Được đấy. Ok, đi em ơi. Đi, let's go. Đánh nó em, đánh nó. Đúng rồi. Đánh nó đi. Come on. Mấy con ta, một con hay hai con? Quầy hai con lần hai con được. Đánh luôn. Không sao. Hay. Nice. Hay, đúng rồi. Giết nó đi. Hay quá em ơi. Đỉnh. Amazing good job em.
và chúng ta sẽ vớt thịt qua đây. Quay khá đồ khá là nặng. À, lấy bớt cái này qua đi. À, thế là chúng ta có thịt rồi. Ngon. Bỏ qua đây và chúng ta sẽ lấy cái này để ráp cái đồ cưỡi cho con Bachi. À, lấy một ít gỗ nữa thôi là đẹp. Một ít gỗ nữa là đẹp. Bachi đây. Ngon. Ôi, mình dễ bị nặng ghê ta. Ôi, 300 điểm à. Wait, what the fuck? Hả? À, Bachi đúng rồi mà, what the fuck? Ủa kỳ vậy? Bachi. Hả? À, sao vậy? Level 27 mới được hả? Ủa à, kìa. Ủa gì, con Bachi đó là con Bachi nào? Không lẽ là con cá heo ta? Chết mẹ không? Lỗi tôi rồi. À, 28. Vậy là tôi lỗi tôi rồi. Đây, Bachi này mới đúng. Chuẩn luôn. Hèn chi. Ok, tôi đặt cái campfire tôi ăn cái đã. À, wood bỏ vào đây và chúng ta sẽ lấy mist. Mist thì không có đúng không? Đây và chúng ta sẽ để con Bachi này đây. Lấy thịt. Lifeline. Ok. Xong, khỏe. Và bây giờ thì có con Bachi khỏe này rồi thì chúng ta sẽ nâng tiếp cho nó là dam. Bỏ cho nó berry cái nữa. À, nó ăn hết berry luôn hả? Đây. Việc tiếp theo mình cần làm đó là đi tham quan. Ui, quẹo lại, quẹo lửa. Quay. À, bên đây bên trái là nguy hiểm nè. Trước mặt cũng nguy hiểm lắm nè. Ui, có nhện nữa kìa. Quay. Hay là tôi tay một con đó để đi trấn áp tụi này ta. Đi qua đây coi. Bên đây thì khá là yên bình. Ok, trước mắt là bây giờ tôi sẽ đi kiếm bờ te cái đã. Đi kiếm bờ te để có thể bắt nó. Và trước khi mà đi kiếm bờ te thì chúng ta cần phải chế cung độc. Đầu tiên chúng ta sẽ học một cái bow. Rod bow đây và chúng ta sẽ học arrow. Arrow đây, Bungnasia strand arrow hả? Được nè. Cây này không biết là nó mạnh hơn cây gốc hay không, nhưng mà tôi sẽ chế cái bàn này, chế cái cung này cái đã. Nacoberry và Miss Boiler đúng không? Cái này thì khá là dễ. Để đây và chúng ta sẽ phân tách nó ra, slip on. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi lấy Nacoberry. Berry đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ cho Miss Boiler có là xong nha anh em. Cái này nó khá là vô lý một chỗ là chúng ta không cần cái cung gốc. Chúng ta không cần cái cung gốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cởi con này đi kiếm. Đi kiếm bờ te. À, mình cởi con này chứ mình không dám đi một mình anh em ơi. Ờ, quên đó. Quan trọng. Làm cái bét. quên. Nhấn chút là quên. Quan trọng lắm luôn á. Ủa, what the fuck? Bếp tôi đâu? Mới học mà.
Ủa? Ủa cái bếp tôi mới học à ta? Custom đúng không? Vứt bớt mấy cái này đi. Ok. Ủa cái symbol bếp của tôi ráp ở đâu nhờ? Snap G symbol bếp đúng rồi mà ta. Ủa cái bếp tôi không lẽ là phải đặt trên function hả ta? Để thử coi. Phải học cái function cái đã. Bếp. Ủa cái bếp tôi sao tôi không ráp được ta? Kìa. Cái này bị lỗi hả? Bị lỗi rõ luôn á. Oh what the fuck, what the fuck. Mày điên thì mày ăn chuối chiên. Ôi con heo này khá mạnh nha. Ok. Để tôi coi coi. Tôi đặt một cái function lên trước cái đã. Ơ, sao tôi không ráp được cái bếp ta? Má tôi thua luôn rồi mấy ông ơi. Kiểu như là bây giờ tôi không thể nào mà ráp được luôn rồi. What the fuck, cái gì vậy? Ba con là cái gì ta? Ui, cái ba con này là cái gì nhờ? Baron hả? Extinct Bacon Sehunger. Ui, cái đồ này là ăn được luôn á hả? Thử coi. Ui, ăn. Ui, ăn lên nhanh nhờ. Ui, thịt heo đó đã rồi ta. Ủa, phải con heo đó tôi giết là phải của ARK không hay là của mod ta? Chứ theo tôi biết làm gì có vụ đó. À, mà thôi quay lại với cái vấn đề... Vấn đề mà ráp cái giường á, sao tôi ráp hoài không được. Để có cơ hội mà tôi chết á anh em. Có cơ hội tôi chết thì tôi sẽ ráp cái giường sau đi. Nói vậy thôi chứ biết chừng nào tôi chết. Má tôi khó chết lắm, bây giờ tôi có con trai là khó chết lắm. Còn bây giờ nâng cho nó mát cây thôi. Nâng cho nó như đây thôi. Vậy là nó bất tử rồi. Thế giới này ai đánh được tôi? Rồi giờ đi kiếm bờ tay ha. À, đứng đây kiếm bờ tay cũng hơi khó à. À, map này kiếm bờ tay chua lắm. Ok. Cái từ cái hướng mà tôi đi lên nó đi thẳng hoài là sẽ thấy một con bờ tay rồi anh em ơi. Và việc đầu tiên của tôi đó là grab bola trước cái đã, học bola cái đã. À, Shiba. Đây và bola. Chắc là tôi nghĩ sẽ grab cỡ hai cái. Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, ráp bola xong. Mình cần chờ cho cái đống thịt này nó bị boiler anh em à. À khó à nha. Khó đây, con này level nhiêu vậy? Con này level 166 được. Không tới nổi thì bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó cái đống thịt này nó spoiler là xong. Miss boiler. Chưa có miếng thịt nào được boiler hết. Ok, bây giờ mình chờ khoảng 9 phút nữa thôi. Con chim đó chắc là nó cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Không sao. Và cái hướng đi về nhà của mình chỉ là còn đi thẳng là tới rồi, không sợ bị lạc được. Cái cây to to đó là nhà mình đấy. Ok, còn 32 giây nữa, 29 giây nữa là chúng ta có. Và bây giờ thì mình vừa vào game luôn. Thì không, bây giờ mình đi kiếm cái con bờ te lại thôi. À, không chuẩn bị trước mà lỡ thấy nó mà để nó chạy thì tiếc lắm anh em à. Để nó chạy thì tiếc lắm, bây giờ không thấy con bờ te đâu cả. Thôi kệ, chúng ta có cung độc rồi, chúng ta tính tiếp. Ui, một con cổ dài. À, mình có dịp ăn hôi nữa rồi. Ui, ở dưới có một con chết kìa. À, tới giờ không thấy bờ te ở đâu cả. Chán ghê chưa, không thấy bờ te đâu cả. À, đây nhảy xuống dưới có chết không ta? Ui, ở đây có một cái hang nữa. À, ở đây có một cái hang nè anh em. Ui, xịn nhờ. Có mấy cái gốc cây, có mấy cái hang mắc cười thế nhờ. À, và đây
Ôi, ráp được có 11 cây vậy? What the fuck? Quay, thiếu cái gì giờ? Bỏ berry tiếp. Ôi, ráp được gần 90 cây. Hay thế nhờ. Ê, cái xác nó đâu? Quay, con quỷ này ăn thịt hả? À, con này ở một cái map, một cái mod Bungasi Dino anh em à. Con thú nó trong mod. Hèn chi thấy nó lạ lạ. Trên người nó có rễ cây luôn kìa. Kinh thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trang bị bô và bô la. Chỉ cần thấy con quỷ chỉ cần thấy oh, what the fuck. Cái này là rớt bô mới được hả ta? Work it with, work with on bô mà. Có nghĩa là hoạt động trên mọi cái cung mà ta. Quên, tôi lộn rồi. Vứt cái này ra đi. Đây đây, tôi chưa ráp, cái đó là cái bản vẽ thôi. Á, lú thiệt. À, được. Ngon lành, tạm thời thì tôi chưa có cái... tôi chưa có bài lát, tôi chưa có rifle để tôi chế cái bài lát nhìn tool cho nó dễ. Nhưng mà tạm thời thì như vậy đi, có con chim mà chúng ta khó tất cả rồi. Bên kia có cái gì tím kìa. Theo tôi biết đó là một cái nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cần đi thu thập nhiều thứ thì nó sẽ ra. Thu thập nhiều cái nó sẽ có đồ, có điểm để đổi đồ. À, con chim tôi đã mất tiêu rồi. Ok, tôi thấy con bà te rồi anh em à, tôi thấy con bà te rồi. Nó cũng gần gần đây nè. Tôi mới thấy nó bay giờ nó không tiêu mạng rồi. What the fuck. À đây đây, nó này cái nó cánh. Ui, tới giờ sao là còn bản vẽ của Bola vậy? No. In chéo. Một cung là xỉu. Hai cung là xỉu. Được. Ngon ngon chim, ngon ngon ngon, được. Cho mày ăn cái này luôn, cho mày mau lớn, cho mày mạnh. Tôi đón cái này là xúc xích nào đúng không? Ok, xong con này là khỏe, xong con này là được, hình như nó không ăn anh em à. 76, 58 để con nó ăn cái gì nha. Rồi, và việc của mình chỉ đơn giản là chỉ chờ cho nó dậy và đem nó về. Tập sau chúng ta có chim rồi thì chúng ta sẽ rất là thoải mái đi khám phá. Ok, nice. Và bây giờ đi về, không nói nhiều. Let's go. Rồi, chỉ cần đi thẳng một cái đường này là tới nhà mình thôi. Đây đây đây, bây giờ có chim rồi, bây giờ không bao giờ có thể lạc được. Không bao giờ có thể lạc được. Để coi nhà mình có ai bị ai chiếm đóng hay không. Sau này tôi sẽ xây mấy cái cửa lớn. Ơ kìa, sao vậy? Ơ à, chim tao đâu? Sao phải? Chim tao đâu? Ừ. Ok ok. Rồi, tập hôm nay thì chỉ có nhiêu đó thôi anh em à. Ngày đầu sinh tồn chết có nhiêu đó, có 5-6 lần à. Còn đợt sau là ổn định hơn trước ha. Và cảm ơn anh em đã xem video này và mong anh em đón nhận video này nha. Đón nhận cùng với cái series này luôn. Để nếu mà khi mà anh em có ý kiến gì, anh em cứ comment bên dưới góp ý cho tôi nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye anh em.